võ lâm truyền kỳ, game kiếm hiệp nhập vai, cây cổ thụ của làng game online Việt Nam. Bước qua tuổi 19, với hàng triệu thế hệ game thủ, vẫn giữ được một vị thế ổn định trong lòng người hâm mộ. Có lẽ phiên bản đổ xanh vẫn là một phiên bản đáng nhớ nhất và được yêu mến nhất trong tất cả những phiên bản của suốt gần 2 thập kỷ qua. Thời gian trôi qua, game thủ võ lâm này cũng đã có sự thay đổi. Họ đã quá chán ngán với việc kéo xe tràn lan, gây mất cân bằng game. Họ cần được võ lâm phải cải tổ, phải bổ sung thêm những nét mới mẻ, cho võ lâm thêm những luồng sức sống mới. Chính vì vậy, server một đặc tay là sự cần thiết cũng như là sự mong mỏi của người chơi. Hiểu được tâm tư tình cảm đó, Công Thành Chiến xưa đã gây dựng và tạo nên một sân chơi đáp ứng những mong mỏi đó của game thủ. Hành trình 6 năm với tôn chỉ một đặc tay và các tính năng luôn được đổi mới tạo ra sự cạnh tranh hấp dẫn cho sân chơi, khiến anh em trải nghiệm đúng cảm giác của một tựa game nhập vai. Cho nên Công Thành Chiến xưa.net đã chiếm trọn được tình cảm và sự tin tưởng của hàng triệu game thủ võ lâm. S10 danh sơn ký sử Open đầu tháng 10 tới, lại một lần nữa game thủ lại được tiếp cận với những nét mới mẻ vô cùng hấp dẫn tại máy chủ. Hàng loạt những tính năng mới hấp dẫn cạnh tranh được mở ra. Hệ thống vinh danh cao thủ, vinh danh bảng hội, vinh danh môn phái, tính năng tín sứ, cống hiến bảng hội và các giải đấu mới chắc chắn sẽ khiến nhân sĩ hài lòng. Chuỗi nhiệm vụ giã tẩu huyền thoại sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới với những phần thưởng vô cùng giá trị. S10 danh sơn ký sử xứng danh là server võ lâm hàng đầu hiện nay, một server đáng chơi, đáng trải nghiệm nhất, để anh em chúng ta lại cùng nhau viết tiếp câu chuyện võ lâm truyền kỳ. Danh sơn ký sử thử nghiệm ngày 2 tháng 10, chính thức open 19 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2023. Cùng tải game tại website congthanhchiensua.net. Danh sơn ký sử S10 kính chào đón quý bằng hữu.